Chúng ta không còn gì xa lạ với một tác giả, một doanh nhân, một nhà đào tạo Adam Kuhl. Và khi 12 tuổi, ông được đánh giá là một đứa trẻ ngốc nghếch và nhút nhát. Nhưng ông đã trở thành một triệu phú trẻ tuổi nhất Singapore khi ông 26 tuổi. Rất nhiều cuốn sách được ông xuất bản và đã giúp rất nhiều người thành công lột xác từ những người bình thường nhất trở thành triệu phú. Và đây là những cái bài học cực kỳ là tâm huyết và cái sâu sắc nhất của ông muốn gửi đến các bạn. Mời các bạn xem video. 1. Rèn luyện có cân nhắc là một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, có sự rút tỉa kinh nghiệm và có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân và hoàn cảnh. Để rèn luyện có cân nhắc cần 4 yếu tố cần thiết sau. 1. Thường xuyên và không ngừng cải thiện bản thân. 2. Thông tin phản hồi và điều chỉnh lại cho phù hợp. 3. Lặp đi lặp lại để trở thành thói quen tốt. 4. Nới rộng vùng thoải mái. 2. Để tập trung vào mục tiêu, chúng ta cần có khả năng quản lý thời gian tốt. Để làm được điều đó, chúng ta cần đặt mục tiêu và lấy kế hoạch chính xác cho mục tiêu đó. 3. Chuyện học và lấy bằng đại học rất quan trọng để trở nên thành công. Chúng ta biết về Bill Gates và ông ấy trở thành tỷ phú, nhưng hãy nhớ rằng trước khi nghỉ học, Bill Gates đã được vào Harvard, có nghĩa là ông ấy học rất nhiều. Và ngay cả khi nghỉ học, ông ấy không ngừng học, mà Bill Gates luôn tự học. Học qua kinh nghiệm rất tốt, nhưng qua sách vở, bạn có thể đi đường tắt và học nhanh hơn. 4. Bạn nên học về tiền bạc. Có rất nhiều cuốn sách viết về vấn đề này. Bạn cũng cần học về tài chính, kinh nghiệm kinh doanh. Bạn có thể bắt đầu làm việc cho các ngân hàng hoặc khởi nghiệp và sau này có thể trở thành nhà đầu tư. 5. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đi qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy mất phương hướng. Mọi chuyện đều không như ý muốn. Đó là khi cuộc sống thử thách bạn và nhiều người chọn bỏ cuộc. 6. Những người thành công có rất nhiều tư duy đúng đắn giống nhau. Tôi có thể chia sẻ vài suy nghĩ như là chịu trách nhiệm với bất kỳ điều gì xảy ra với họ. Những người không thành công khi không đạt được điều mình muốn thì sẽ đổ lỗi, viện nhiều lý do. Người thành công thì chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cách suy nghĩ này cho họ quyền để kiểm soát hoàn toàn những gì xảy ra xung quanh họ. 7. Khi tôi còn trẻ, tôi không biết làm gì. Nhưng khi 13 tuổi, tôi học được cách đặt mục tiêu. Những người thành công thường có mục tiêu rõ ràng từ khi rất trẻ. Tôi đặt mục tiêu trở thành doanh nhân thành đạt. Từ đó, tôi đọc nhiều sách về làm giàu. 8. Cách tôi vượt qua nỗi sợ hãi là chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi tôi bắt đầu kinh doanh hay đầu tư, tôi nghiên cứu, đọc sách báo rất nhiều về nó. Tôi nghiên cứu cách làm kinh doanh và xem cách người khác làm điều đó. Tôi làm hết sức và tôi lên kế hoạch. Sau đó, tôi tự tin hơn để có thể vượt qua nỗi sợ hãi. 9. Bạn có thể sử dụng những phương pháp học tập khác nhau để làm việc học trở nên thú vị hơn. Bộ não của chúng ta thích màu sắc, hình ảnh, hoạt động và tưởng tượng. 10. Lời khuyên của tôi là hãy đầu tư cho bản thân mình trước. Bạn có thể đầu tư vào kinh doanh bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Nhưng hiện giờ bạn còn trẻ, hãy ưu tiên phát triển bản thân mình vì bạn còn có khả năng học rất nhanh. 11. Tham vọng thật ra là một mục tiêu. Và tất nhiên, tham vọng phải đi cùng với thành công. Vì nếu không có mục tiêu thì làm sao có thể thành công được. Thành công là đang tiến đến mục tiêu mình đặt ra. Nên nếu không có mục tiêu thì không thành công được. 12. Định nghĩa thành công của tôi là quá trình liên tục vươn lên để đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra trong đời. Mục tiêu về gia đình, sự nghiệp, tài chính và sức khỏe. 13. Bạn vẫn nên lập kế hoạch cho mình từng ngày. Vì sau khi bạn có kế hoạch rồi thì bạn cần có những linh động cần thiết. Nhiều người cứ nghĩ rằng họ không thể điều chỉnh kế hoạch của mình sau khi đã viết xuống.
14. Bạn cần ngồi lại và xác định bạn yêu thích những thứ gì. Làm việc với mọi người, diễn thuyết, kinh doanh hay thích làm việc với máy tính. Hãy liệt kê những điều bạn thích làm, những sở thích của bạn, thế mạnh của bạn là vẽ, viết lách hay giao tiếp. Nếu bạn hiểu rõ hết những điều này, hãy tìm những công việc đó có cả hai yếu tố, sở thích và thế mạnh. Cũng như tôi thích đem niềm vui đến mọi người và tôi quyết định trở thành một diễn giả. 15. Thành công không phải là cái đích bạn đạt được, mà nó là một quá trình. Và nếu bạn tiếp tục vươn lên, tiến tới, thì bạn đang thành công rồi. Bên cạnh đó, hãy luôn hạnh phúc và biết ơn vì những gì bạn đang có. 16. Một trong những điều quan trọng nhất để có thể giàu có là khả năng bán hàng. Không chỉ là hàng hóa mà còn là kỹ năng, ý tưởng của chính bạn. Bạn còn rất trẻ, bạn có thể tìm một công việc có thể giúp mình phát triển khả năng giao tiếp, bán hàng và giới thiệu sản phẩm, ý tưởng của mình. Những kỹ năng bạn tích lũy được sẽ giúp bạn rất nhiều trong tương lai khi bạn phải thể hiện khả năng của mình cho các đối tác kinh doanh, thuyết phục người khác tin vào ý tưởng của mình, mô hình kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể dành một ít vốn để tự doanh sau này. 17. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu trang bị kiến thức cho bản thân mình và để tập trung vào học thức. Có rất nhiều người đến khóa học của tôi khi đã 40-50 tuổi. Họ đến vì họ muốn tạo ra những thay đổi cho bản thân, để học hỏi những điều mới, và họ thật sự vẫn có thể đạt được thành công mặc dù bắt đầu rất trễ. Bạn có thể tìm thấy được nhiều ví dụ về việc này. Ví dụ như đại tá Sanders bắt đầu mọi thứ vào 65 tuổi và hoàn toàn khánh kiệt. Nhưng ông ta vẫn có thể tạo dựng một thương hiệu KFC cực kỳ thành công ngày nay. Khi là sinh viên, tôi đi bán văn phòng phẩm, mở sàn nhảy tại nhà và đi đào tạo cho các công ty. Nếu có ai đó nói bạn quá trẻ, bạn hãy cứ tin tưởng vào bản thân. Đừng quan tâm những gì người khác nghĩ. 19. Đối với tôi, khó khăn trong cuộc sống là những cơ hội tiềm ẩn, là những điều tốt đẹp. Tôi thấy được đây là những cơ hội tốt, những bài học quý giá. Nếu có sai lầm, tôi không cảm thấy tệ hại mà luôn nghĩ rằng mình đã có bài học tốt. Hơn nữa, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi vấn đề, mọi khó khăn đều có cách giải quyết. 20. Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ định hướng cho cá nhân đó phác thảo ra con đường và những nguồn lực bản thân cần tìm kiếm để tạo lập ra sự nghiệp. Khi đó, khả năng nhận biết các cơ hội tiềm năng cũng sắc bén hơn. Nếu bạn muốn học nhiều hơn bài học tuyệt vời thì Adam Poole, chúng ta có thể là mua những cuốn sách của ông. Và ông có những cuốn sách rất là tuyệt vời để chúng ta có thể thay đổi tư duy, nền tảng cuộc sống và hoàn toàn lột xác. Chúc các bạn thành công. Domino Line. Dù không ai có thể lùi thời gian để tạo nên khởi đầu mới mẻ, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay bây giờ để tạo nên một kết thúc hoàn toàn mới.